Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tool vẽ dành cho dân kiến trúc. Tool này sẽ giúp chúng ta là vẽ trần tường, sàn, cửa sổ, cửa đi, hỗ trợ vẽ nhanh, tên là Archipack. Tool này miễn phí nhé. Các bạn có thể donate ủng hộ vào đây, hoặc là ở đây mình cứ nhập không, click vào I want this. Đó, nhập email vào đây. Người ta sẽ gửi về mail để các bạn tải cái tool này về. Đây là do mình có tài khoản đăng nhập ở đây rồi thì mình sẽ có thể download luôn ở đây mà không cần phải mở mail. Mình download này. Nó sẽ nằm ở ổ C download. Mình sẽ vào Blender này và edit preferences add-on và ấn vào install để cài. Để cài này. Mình sẽ install. Tìm đến download. Đây. Ấn install add-on. Các bạn thấy là có Archipack nổi lên đây. Các bạn kiểm vào Archipack nhé. Và như vậy là đã cài thành công rồi, rất là dễ. Bây giờ cái tool này sẽ giúp chúng ta làm trần tường, sàn, cửa sổ, cửa đi này. Để tạo các vật thể đó thì các bạn sẽ vào phần S, phím tắt là Shift A này. Rồi mình sẽ tạo tường này. Đó, đây là cái tường mặc định. Các bạn sẽ cài kích thước của tường này bằng cách là gõ kích vào này. Có 10 tường dài 15 mét chẳng hạn. Thế rồi lại kích vào thông số cao 3m7. Rộng 0,1. Đó, tạo một cái tường đơn giản vậy thôi. Tiếp theo là các cái vật thể khác như là cửa sổ. Các bạn mở cửa sổ lên thì sẽ không thấy gì cả, bởi vì chúng ta chưa nhập lại các thư viện. Để nhập lại các thư viện, các bạn sẽ vào và Edit Preferences, đến cái phần Add-on là Archipack này. Các bạn sổ ra. Nên chúng ta phải render lại, xuất lại các cái hình thu nhỏ của thư viện. Đây, chúng ta sẽ ấn render này. Ấn render để ấn render tiếp này. Đó, chúng ta sẽ đợi một lúc để nó sẽ tải cái thư viện về và render thư viện. Chúng ta sẽ phải đợi khoảng 10 phút để nó tải toàn bộ cái bộ thư viện về.